Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin. Philippines tuyên bố sẽ tiếp tục tiếp tế cho tàu PAP Ceramadri ở bãi cỏ mây. Ngày 11 tháng 11, VOA tiếng Việt loan tin Philippines sẽ tiếp tục tiếp tế cho binh sĩ ở biển đông bất chấp tàu Trung Quốc cản trở. Theo đó, lực lượng cảnh sát biển của Philippines ngày 11 tháng 11 cho biết họ sẽ duy trì các nhiệm vụ tiếp tế thường xuyên cho binh sĩ đồng trú trên một đảo sang hồ đang tranh chấp ở Biển Đông, mặc dù họ dự liệu sẽ có thêm nhiều tàu Trung Quốc được điều đến khu vực này. VOA cho biết, Philippines thường xuyên gửi đồ tiếp tế cho một số binh sĩ sống trên một chiếc tàu chiến cũ kỹ được cố tình cho mắc cạn ở bãi cạn Second Thomas, Việt Nam gọi là bãi cỏ mây, vào năm 1999, để khẳng định chủ quyền của Manila đối với đảo Sang Hô này và đây là hình bản tin trên VOA. Trong khi đó, VOA cũng cho biết Trung Quốc tuyên bố chủ quyền gần như toàn bộ Biển Đông, bao gồm cả bãi cạn Second Thomas và đã điều hàng trăm tàu đến tuần tra ở đó. VOA dẫn lời người phát ngôn lực lượng cảnh sát biển Philippines, Chaita Rila, nói trong một cuộc họp báo rằng Chúng tôi vẫn sẽ thực hiện những nhiệm vụ nguy hiểm này bất chấp số lượng tàu hạn chế, và số lượng tàu Trung Quốc ngày càng tăng mà họ sắp điều động. Chúng ta phải đảm bảo nguồn cung ứng vẫn đến được với binh sĩ của chúng ta." Ông Jay Tarila phát biểu một ngày sau khi Philippines lên án hải cảnh Trung Quốc về những hành động cưỡng ép vô cớ và thao tác nguy hiểm, bao gồm cả việc dùng vòi rồng xịt vào một trong các tàu của họ nhằm cố gắng làm gián đoạn nhiệm vụ tiếp tế. VOA dẫn lời Đại sứ quán Trung Quốc tại Manila ngày 11 tháng 11 cho biết, hải cảnh của họ đã thực hiện các biện pháp chấp pháp cần thiết đối với các tàu Philippines sau khi các tàu này xâm phạm chủ quyền của Bắc Kinh. Và đây là hình con tàu cũ PRB Sierra Madre đang mắc cạn tại bãi cỏ mây. Bên cạnh đó, VOA dẫn lời Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 11 tháng 11 nói rằng họ đứng về phía Philippines nước mà mỹ có hiệp ước phòng thủ bộ ngoại giao mỹ nói rằng chúng tôi kêu gọi cộng hòa nhân dân trung hoa tôn trọng các quyền tự do hàng hải trên biển được đảm bảo cho tất cả các quốc gia theo luật pháp quốc tế theo rfa tổng thống philippines ferdinand marcos đã theo đuổi mối quan hệ nồng ấm hơn với washington đảo ngược lập trường thân trung quốc của người tiền nhiệm và dẫn đến căng thẳng gia tăng ở biển đông được biết bãi cỏ mây hay còn gọi là bãi cạn Second Thomas là một rạn san hô vòng thuộc cụm Bình Nguyên của quần đảo Trường Sa. Bãi cỏ mây là đối tượng tranh chấp giữa Việt Nam, Đài Loan, Philippines và Trung Quốc. Hiện bãi cỏ mây do Philippines kiểm soát. Philippines dùng xác chiếc tàu chiến PAB Saramatri từ thời Thế chiến thứ hai cho mắc cạn tại đây vào năm 1999 để làm chỗ đóng quân cho binh lính làm nhiệm vụ canh gác. Và đây là hình Philippines tiếp tế thành công cho tàu PAB Sierra Madre vào ngày 4 tháng 10. Rạn san hô bãi cỏ mây có hình dạng giống củ cà rốt với chiều dài tính theo trục chính bắc nam là 9 hải lý tức 16,7 km và chiều rộng tối đa là 3 hải lý tức 5,6 km ở gần đầu mút phía bắc diện tích của rạng vòng này vào khoảng 60 km vuông. Bãi cỏ mây nằm cách đảo Palawan của Philippines 105 hải lý khoảng 200 km và cách đảo Hải Nam Trung Quốc hơn 1.000 km, nằm trên cửa ngõ chiến lược đến bãi cỏ rồng, khu vực được cho là có trữ lượng dầu khí lớn. Philippines tuyên bố bãi cỏ mây nằm trong vùng đặc quyền kinh tế 200 hải lý của nước này. Một bản tin khác của VOA cho biết, lần gần nhất mà Philippines tiếp tế cho tàu PRP Madre tại bãi cỏ mây là ngày 4 tháng 10 vừa qua. VOA cũng cho biết Trung Quốc đã yêu cầu Philippines kéo tàu đi khỏi bãi cỏ mây, nhưng Manila từ chối yêu cầu. Trong khi Trung Quốc đang tranh chấp với một số nước láng giềng về yêu sách chủ quyền rộng lớn ở Biển Đông, thì mối quan hệ của nước này với Philippines gần đây đặc biệt căng thẳng vì vấn đề này đặc biệt kể từ khi ông Ferdinand Marcos lên nắm quyền tổng thống Philippines vào năm ngoái. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin Philippines tuyên bố sẽ tiếp tục tiếp tế cho tàu PRB Sierra Madre ở bãi cỏ mây. Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên YouTube và Facebook của Thời báo chấm để luôn được cập nhật bản tin mới nhất nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới. Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn. Kính mời các bạn xem bản tin. Chính phủ Việt Nam muốn kiểm soát người Việt hải ngoại thông qua các hội đoàn do họ lập ra. AFA Tiếng Việt ngày 11 tháng 11 cho hay, chính phủ Việt Nam muốn thành lập các hội đoàn phủ kính cộng đồng người Việt ở nước ngoài. Theo đó, chính phủ Việt Nam mong muốn thành lập các hội, đoàn của người Việt tại 100% các địa bàn có cộng đồng người Việt ở nước ngoài. Đây là nội dung của một quyết định mới được Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang ký vào ngày 10 tháng 11, phê duyệt đề án nhằm huy động nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài tham gia phát triển đất nước trong giai đoạn đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. AFA cho biết, truyền thông nhà nước trích dẫn quyết định này cho thấy, chính phủ Việt Nam xác định cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài là nguồn lực quan trọng, đóng góp cho sự nghiệp xây dựng, phát triển và bảo vệ tổ quốc. Và đây là hình bản tin trên RFA. Vì vậy, mục tiêu được đặt ra trong đề án này là tạo môi trường, cơ chế trong nước để người Việt Nam ở nước ngoài yên tâm gắn bó, phát huy nguồn lực của mình với đất nước. Xây dựng hành lang pháp lý để người Việt Nam ở nước ngoài cơ bản được hưởng môi trường pháp lý tương đương với người Việt trong nước khi tiến hành các hoạt động đầu tư, kinh doanh, khoa học công nghệ, văn hóa thể thao, nhân đạo. Đề án cũng nhìn nhận tầm quan trọng của nguồn tiền người Việt ở nước ngoài gửi về nước. Điều này thể hiện trong mục tiêu đặt ra là duy trì đà tăng trưởng của kiều hối, thu hút ngày càng nhiều vốn đầu tư FDI của người Việt ở nước ngoài. Theo AFA liên quan đến việc kết nối với người Việt ở nước ngoài, đề án mới đặt ra mục tiêu là củng cố mạng lưới người Việt ở nước ngoài trên toàn thế giới. Hoàn thành xây dựng đề án cơ sở dữ liệu về người Việt ở nước ngoài, phấn đấu 100% các địa bàn có cộng đồng người Việt ở nước ngoài thành lập được các hội, đoàn. AFA dẫn thống kê của Ủy ban Nhà nước về người Việt ở nước ngoài và Bộ Ngoại giao cho thấy Tính đến cuối năm 2022, có khoảng hơn 5,3 triệu người Việt đang sinh sống, học tập, làm việc trên 130 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong đó có hơn 80% là ở các nước phát triển. Về mặt kinh tế, tính đến cuối năm 2021, có 376 dự án của kiều bào đầu tư tại Việt Nam với tổng vốn đăng ký hơn 1,7 tỷ đô la và hàng ngàn doanh nghiệp có vốn góp của kiều bào và đây là hình người Việt ở Mỹ diễu hành với cờ vàng của Việt Nam Cộng Hòa, biểu tượng mà Cộng sản coi là kẻ thù. Kiều hói cũng được coi là nguồn thu quan trọng của Việt Nam. Theo thống kê của Ngân hàng Nhà nước, kiều hói về Việt Nam mỗi năm từ 10 đến 12 tỷ đô la. Đảng Cộng sản Việt Nam từ năm 2003 đã có nghị quyết 23 về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc vì dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh và nghị quyết 36 về công tác với người Việt Nam ở nước ngoài, nhìn nhận tầm quan trọng của Việt Kiều mà họ thường gọi là khúc ruột ngàn dặm. Tuy nhiên, AFA cho hay vẫn có những ý kiến của các Việt Kiều ở các nước phát triển cho rằng Đảng Cộng sản và Chính phủ Việt Nam chưa thực tâm muốn đoàn kết với người Việt ở nước ngoài bằng nỗ lực hàng gắn vết thương chiến tranh và vẫn còn cái nhìn thù địch với những người khác chính kiến. Có thể nói, với đề án mới này, nếu chính phủ Việt Nam có thể thực hiện thì xem như họ đã thò bàn tay của mình để chi phối, kiểm soát tất cả các cộng đồng người Việt ở hải ngoại. Tuy nhiên, năng lực của đảng và chính phủ đến đâu họ có thể thực hiện được hay không thì còn phải chờ xem. Bởi những hoạt động bên ngoài lãnh thổ Việt Nam không thể tuân theo ý chỉ của đảng như là trong nước. Ngoài ra, đề án này cũng có thể coi là một phép thử đối với các cộng đồng có nguồn gốc Việt Nam Cộng hòa liệu họ có chống lại được những kẻ muốn kiểm soát họ hay không. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin. Chính phủ Việt Nam muốn kiểm soát người Việt hải ngoại thông qua các hội đoàn do họ lập ra xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên youtube và facebook của thời báo chấm d để luôn được cập nhật bản tin mới nhất nhanh nhất và trung thực nhất kim vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới